Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình làm cái món một món cơm, một món để ăn cơm nha, rất ngon luôn nha. Đó là lưỡi heo xào nha cô chú chị, xào thập cẩm ha. Tí nữa mình thì mình trước tiên mình cắt lưỡi heo ra mình xào lên nó chín nha. Tí nữa mình thì đỡ rau củ quả luôn nha. Món này là ăn cơm hay nhậu lại bài luôn cả nhà ơi, đơn giản lắm, đàn ông nào cũng có thể làm được nha. Đó, nhìn hấp dẫn không, quá trời ngon nha cả nhà. Lưỡi heo xào nha, rồi chín đó, lưỡi heo chín rồi, giờ mình bỏ rau củ quả vô nha cả nhà. Rồi đây là rau củ quả nha, mình cho đại vô nha. Đó, nhìn hấp dẫn không, đàn ông vào bếp nha, nhìn hấp dẫn à. Mình đảo lên nha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa, nhìn hấp dẫn chưa anh em, hấp dẫn chưa. Mình xào đừng có chín lắm nha, vừa vừa thôi nha, vừa vừa nó mới ngon anh em. Đó, nhìn hấp dẫn chưa anh em ơi, nhìn đã quá tuyệt vời luôn nha. Món đây là nhậu là y bài luôn nha. Cái rau củ quả có dưa leo nè, ớt chuông nè, rồi khóm này nha, nhìn hấp dẫn không, cực kỳ hấp dẫn, đơn giản mà hiệu quả nha. Buổi trưa hôm nay là chỉ ăn cơm như vậy nha, nhậu luôn đã luôn nha. Ôi nhìn hấp dẫn không, mình xào lên cho chín nha, đừng có chín lắm nha, vừa tới là vừa là đẹp nha anh em. Món này anh em có thể làm cho gia đình ăn ha, cơm mà làm ra ra một con bi ông được nha, rất là ngon nha, cực kỳ ngon nha. Mình cứ đảo đều lên nha. Ồ, nhìn hấp dẫn không, ôi trời nhìn đã không, thơm lửng ha. Ồ, nhìn đã dữ trời. Đây nè, coi cận cảnh cho anh em coi ha, mình cứ đảo đều vậy nha, đảo là chính nè, đã không, ôi trời nhìn ngon quá. Ồ, quá đã nha anh em ơi, nhìn hấp dẫn không. Hôm nay vợ đi vắng nha, mình ở nhà nấu cơm ha, đợi vợ về ăn nha anh em. Cơm chín rồi, giờ làm một món duy nhất thôi, đó là lưỡi heo xào chua ngọt. Lưỡi heo xào chua ngọt nha anh em ơi, nhìn hấp dẫn không, đó, quá đã luôn nha. Món này mà ra là y bài luôn nha, làm lung beo nữa nha, đã đời nha anh em, quá ngon, hấp dẫn quá. Rồi gần chín nha, xào thì sơ ít nữa là chín nha anh em ơi. Chín cái gì vậy, cái gì vậy? Rồi